Hiện nay Bến Tre đang bước vào cao điểm xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022. Tháng 3 năm 2022 được dự báo là tháng có mức độ xâm nhập mặn sâu nhất của mùa khô năm nay và kéo dài đến nửa đầu tháng 4 năm 2022, sau đó xâm nhập mặn mới giảm dần. Theo Đài khí tượng thủy văn Bến Tre, tuần qua xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào nội đồng nhưng không đồng đều trên các sông chính. Mặn sâu nhất trên sông Hàm Luông, độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập đến 60 km cách cửa sông, độ mặn 1 phần ngàn đến 70 km. Dự báo trong tuần này đến đầu tuần sau, xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế tăng nhẹ trong các ngày từ 1 đến ngày 4, sau đó ít biến đổi rồi giảm dần trong các ngày 6 đến ngày 8. Độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các ngày 4 đến ngày 5, mức xấp xỉ so với tuần trước và sâu hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trên sông Hàm Luông, xâm nhập mặn tiếp tục ở mức sâu nhất, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến ấp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 59 km. Độ mặn 1 phần ngàn xâm nhập đến ấp Phú Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, ấp Long Quê, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, cách cửa sông 69 km. Trên sông Cửa Đại, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến xã Giao Long, huyện Châu Thành, cách cửa sông 42 km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập đến xã Nhuận Phước Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 50 km, cấp độ rủi ro do thiên tai cấp 2. Đài khí tượng thủy văn Bến Tre khuyến nghị các đơn vị người dân thường xuyên theo dõi độ mặn tại các cống để trữ ngọt và xả mặn hợp lý. Người dân và địa phương nên chủ động thực hiện tốt các biện pháp ứng phó xâm nhập mặn, kiểm tra thường xuyên độ mặn của nước trước và trong khi sử dụng.